Rồi chào cả nhà nha. Đây, mèo bên phương làm ra đây cả nhà nha. Nóng bên phương làm ra đây nha cả nhà. Đó, nóng ra rất là nhiều và xài trái nha cả nhà nha. Đó, cả nhà còn ngại ngu gì mà không mua mèo bên phương này làm thử. Đó, bên phương uh, nhận giao hàng toàn quốc. Xếp hàng tận nơi cho cả nhà luôn. Đó, hỗ trợ kỹ thuật từ A tới Z và dụng cụ từ A tới Z luôn nha cả nhà nha. Mèo nấm rơm bộ dụng cụ dành cho nấm rơm nha cả nhà nha, dinh dưỡng cho nấm rơm nè cả nhà. Đó rồi chào cả nhà nha à, cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã mua mail nắm à, và các đồ dụng cụ ủng hộ phương và đăng ký của, đăng ký có đồ ủng hộ phương nha rồi ai đặt hàng phương nhận giao phương chuyên bán đồng hồ đo nhiệt trại đồ ẩm của trại này rồi nhờ giấy quy tím đo độ pH của nước vôi nha rồi cây nhiệt kế đo mô và chai quà uh, và, và bình meo nha cả nha rồi uh, chai dinh dưỡng dành cho nấm rơm uh, phương nhận giao hàng toàn quốc nha ai đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 hoặc lấy số đó kết bạn zalo với phương nha nó phương nhận giao hàng toàn quốc ở đâu phương giao được nha cả nhà đó. rồi không mất thời gian của cả nha nó phương vô các uh, sản phẩm bên phương nha rồi đây là cái dấu quy tím nha cả nhà dấu quy tím đo đo độ ph của nước vôi á nó giá vui tím đo độ pH của nước vôi đó cả nhà xét cái tờ này nè chờ màu vàng vàng là nhúng vô nước vôi nó chạy lên tầm 12 13 là được nha đó 12 13 là được cái màu đó cả nhà đó cái đây là màu vàng cả nhà nhúng, nhúng vô nước vôi đó. đó nó sẽ chuyển thành uh, uh, màu trong số này này đó lúc mà ủ vôi ủ nước ủ hòa nước vôi ủ ủ tờ cả nhà tầm 12 13 là được nha rồi còn lúc mà cả nhà đem vô ủ tờ cả nhà cái meo á cả nhà, 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 nhà thử 7 hoặc 8 là được nha đó cả nhà rồi tới cái um, cây nhiệt kế đo mô cái nhiệt kế đo mô Đây, Tác dụng của nó là kiểm soát được cái nhiệt ở trong mô Kiểm soát được cái nhiệt ở trong nóng ủ Để cả, để cả nhà tan hạ kịp thời để, để cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn á Ví dụ trong lúc cả nhà Bước đầu đi bước đầu lúc cả nhà đem đi ủ tơ Quên phương xin lỗi lúc cả nhà ủ đông ủ á à, ủ đông ủ cả nhà có cái cây này cả nhà kiểm soát được trong nóng ủ rồi coi nó bao nhiêu độ ít nhất phải trên 75 độ nha cả nhà ít nhất trên 75 độ 70 độ cũng được đó ít nhất trên bảy mươi độ trở lên đi đó lúc đó nó đủ nhiệt độ nó đủ nóng càng nóng càng tốt nha cả nhà nó đủ nóng là lúc đó tơ uh, là đó lúc đó nắm dài nó mới chết được rồi cả nhà đem vô ủ trong uh, <laughs> rồi cả nhà đem đi ủ tơ thì nó không bị uh, bị bị móc nha cả nhà ví dụ cả nhà uh, ủ đông ủ mà nó không đủ nhiệt á thì nắm dài nó không chết hết được là cả nhà để ủ tơ thì nó sẽ bị nắm móc là nắm nắm rơm lên không được nha cả nhà đó còn lúc cả nhà đem tô có cái cây này cả nhà kiểm soát được cái nhiệt ở trong mô để chơi để cho uh, cả nhà tăng hạ kịp thời để cho tơ nó phát triển ví dụ mà cao quá thì uh, tơ nó sẽ chết đi còn nó thấp quá tơ nó sẽ không chạy được nha cả nhà còn lúc mà cả nhà xả tơ xong á cả nhà có cái cây này cả nhà kiểm tra được cái nhiệt ở trong mô Đó kẹt cái kiểm tra được cái nhiệt ở trong mô để xem cái mô nó bao nhiêu để nhiệt mô nó bao nhiêu ví dụ nó cao quá cả nhà hạ nhiệt để cho ghim nó phát triển nha ví dụ mà không có cái này kiểm tra cả nhà à, cứ để nhiệt mô nhiệt nhiệt độ trong trong mô cao trong ngòng vậy là tơ nó chạy suốt nha cả nhà rồi nó ghim nó không lên được đâu nha cả nhà đó cái nhiệt kế đo mô này nha cả nhà rất là hại nha rồi tới chai dinh dưỡng phương đảm bảo 100 phần trăm là không độc hại nha chuyên dùng cho nấm rơm này cả nhà đây thành uh, công dụng này chống chụp nấm kích thích nấm mọc độ hơn, tăng tỷ lệ nấm lớn, tăng năng suất đến 20 đến 30% nha. Đó, liều lượng và cách sử dụng pha 25cc là 25cc là à, 25 ml đó cả nha. Cho một bình 8 lít nước. Xịt lúc sắp mô, 7 ngày sau khi vô meo xịt lên 5 trứng cá. Cái bước phân lưu ý là cái cái bước xịt lên 5 trứng cá là cả nhà chỉ xịt sơ qua thôi, thôi nha, phun nhẹ qua thôi. Đó. Rồi sau khi thu hoạch đợt 1 xịt lấy nấm đợt hai đó làm y như đợt một lại nha cả nhà đó cả nhà hàng sử dụng nó thứ ba năm 3 năm lần nha đó, năm 2020 ngày 1 tháng 10 năm 2022 này, hàng sử dụng 3 năm này cả nhà. Đó, là tới 2025 mới hết nha. Đó. Cả nhà, chai mình nắm rơm. Đó. Rồi tới mèo nắm rơm nha. Mèo nắm rơm đặc chủng nha cả nhà. Mèo nấm rơm này Phương cũng lưu ý là mèo nấm rơm này Phương làm để cho bên Phương tự làm nóng luôn nha. Đó được trước Phương cũng bán, Phương cũng làm này, Phương đăng lên YouTube này cho vui thôi nhưng mà nhiều khách hỏi quá nên Phương bán cho cả nhà về làm luôn nha. Phương uy tín với cả nhà là ai mà theo dõi kênh của Phương lâu rồi tự biết nóng bên Phương nó ra nhiều như thế nào nha cả nhà. Đó, cả nhà yên tâm nha. Rồi mèo nấm rơm mà Phương có hai loại nha, một loại lớn và một loại nhỏ. Loại nhỏ là hai làng rưỡi và lớn là ba làng quên. Loại lớn là năm làng, là làng, là làng nha. Ví dụ mà cả nhà đặt 10 bịch nhỏ Phương còn bịch nhỏ Phương sẽ gửi 10 bịch nhỏ còn không Phương sẽ gửi 5 bịch lớn nha Đó cả nhà nó giống nhau hết rồi Rồi tới uh, cái đồng hồ đo nhiệt trại với độ ẩm của trại Đó vòng lớn là độ nhiệt nhiệt độ nha còn vòng nhỏ là độ ẩm nha cả nhà đó Và Phương cũng lưu ý <laughs> đó, cái đồng hồ này làm gì để cả nhà kiểm soát được cái nhiệt ở trong trại nha nó kiểm soát được cái nhiệt ở trong trại để coi cái nhiệt ở trong trại nó bao nhiêu để cho cả nhà hạ hoặc tăng kịp thời để cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn nha ví dụ mà à, nhiệt độ nó cao quá thì à, nấm nó bị dợp và bị chết đi cả nhà nha Nó lạnh quá nấm cũng bị dợp và nó chai và nó không chịu lớn nha Đó, còn cái độ ẩm ở dưới đây là giúp để cho nó không khô cái mô nha cả nhà ví dụ cả nhà nhìn trong đây này, này nó lên uh, ví dụ mà cả nhà là 80 để đó lúc cả nhà mà uh, đang ra đinh kim á cả nhà kiểm soát được cái nhiệt ở cái, cái cái độ ẩm ở trong chài để cho nắm thiếu độ ẩm mà nắm cũng không lớn được đâu nha cả nhà nha dư độ ẩm thì nó cũng không lớn được á cả, cả nhà kiểm soát được đó và phương cũng lưu ý cái đồng hồ này cả nhà đặt ở đâu phương không, ép cả nhà phải đặt bên phương nhưng mà cả nhà đặt chỗ nào cho nó uy tín một xíu đó, đặt cho nó uy tín một xíu nha cả nhà tại vì sao vì cái nhiệt độ với cái độ ẩm trong trong chạy nắm nó rất là quan trọng phương cực nói cực kỳ quan trọng nó rất là quan trọng đó quý dụ mà cả nhà đặt cái chỗ nào mà, nó không uy tín về cả nhà treo nó chạy không đúng hoặc là uh, nó chạy không đúng là coi như hư hết cái mẹ nóng đó nha cả nhà đó phương lưu ý cả nhà đặt chỗ nào cho nó uy tín một xíu nha đó. đây À, Phương cũng nói đến đây thôi tại vì Phương cũng có bao nhiêu sản phẩm này ai đặt hàng có liên hệ tới số 0374740446 hoặc thắc mắc vì về nghề trồng nấm thì cứ alo trực tiếp cho Phương đó rồi Phương chào cả nhà nha